bạn mẫu mắt đầu tiên đây nha, thì mọi người hãy nhìn Bạn kỹ mắt. mẫu số 1 cấp độ dễ. Mọi Cấp độ dễ nhất. người hãy nhìn mắt, đây là mắt cấp độ dễ nhất thì cô giáo sẽ dạy trên bạn mẫu này đầu tiên, tức là sẽ 4 mẫu nhưng mà sẽ là tăng cấp độ khó dần. Nên là mọi người hôm nay sẽ được học rất là nhiều kiến thức về mắt. 8 rưỡi là chúng ta sẽ bắt đầu học nha mọi người. Nên mọi người cứ vào vào trước đi để 8 rưỡi chúng ta bắt đầu học là vừa. Xong. 5 phút nữa bạn bắt đầu đi, 8:20 bắt đầu nhé. Tại vì cô giáo thấy khá là nhiều bạn rồi đấy, Hơn hơn 100 100 bạn. bạn rồi. Ừ. Còn những bạn vào sau thì có thể xem lại video cũng được nha. Video này cô giáo sẽ không xóa đâu. Thì trong quá trình cô giáo giảng bài thì mọi người thắc mắc hay hỏi gì thì cũng có thể comment hỏi trực tiếp nha. Cô giáo sẽ giải đáp trực tiếp. Còn những bạn nào mà xem sau không kịp hỏi thì có thể nhắn tin vào group nha. Thì chúng ta có cái nhóm chat đấy, có tất cả các thành viên ấy, thì mình kiểu chia sẻ các kiến thức với nhau này. Mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm riêng ấy, thì mình có thể làm quen và chia sẻ cùng nhau, giúp nhau đi lên mọi người ha. À, sau này về mà các bạn làm thực hành trên mẫu ấy, thì các bạn cứ chụp lại cái sản phẩm và đăng vào nhóm thì cô giáo có thể nhận xét bài cho mọi người nhé. Thì bài đầu tiên là mẫu số 1, thì cô giáo chọn mẫu này mắt bạn ý khá là dễ dễ làm nhất, thì chúng ta sẽ gọi là tăng cấp độ từ dễ lên khó dần Ơi, nhé. mí bạn ấy là mí lót. Rồi À, bây giờ cô Hằng sẽ che khuyết điểm phần mắt để bắt đầu đi vào xử lý mẫu mắt đầu tiên nhé. giáo sẽ che một cái lớp che khuyết điểm mỏng, sau đó phủ một lớp phấn mỏng, rồi bôi một lớp bây mắt hay còn gọi là kem lót mắt nha. Kem lót mắt sẽ giúp cho màu mắt của chúng ta lên đúng màu hơn. Cái việc đánh màu mắt thì chắc là nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, vì khi mà mình xử lý những mắt khuyết điểm như thế này, chúng ta sẽ tập trung vào hàng lông mi và kích mí nha. Còn màu mắt thì mình cứ làm nhẹ nhàng sương sương thôi. Cô giáo dùng kem lót mắt gì ạ? Cô giáo dùng kem lót mắt của MAC, màu mắt sương sương và phấn hốc mắt nha, hốc mắt trong. Còn màu đậm này chúng ta sẽ nhấn vào hốc mắt ngoài. Nói chung là mình đánh màu mắt đơn giản thôi, nhẹ nhẹ thôi. Mọi người dùng bất kỳ bảng màu mắt nào cũng được nhé. Tại vì những cái kỹ thuật để xử lý những cái kiểu mắt như thế này nó không nằm ở màu mắt mà nó sẽ nằm ở mi và kích mí nha. Là xu hướng năm nay thì người ta cũng không chú trọng vào đánh màu mắt quá đậm đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ làm mắt bên trên trước, sau đó mới đánh mắt dưới nhé. Xử lý mắt bên trên trước. Cô giáo sẽ dùng màu nâu, nâu đậm này, nhấn vào 1 phần 3 đôi mắt để tạo chiều sâu cho đôi mắt đúng À, với những cái mắt mí lót và mắt một mí này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho cô giáo hai loại mi. Hai loại mi. Đây, những cái hộp mi mà cái phần gân mà nó đen như này thì cô giáo cứ gọi là mi gân đen nhá. Đây, đây là những mã mi gân đen, chưa? Còn những loại mà có cái phần gân trong này thì chúng ta gọi là mi gân trong nhá. Thì với những cái kiểu mắt một mí như thế này hay mắt mí lót này thì đầu tiên là cô giáo sẽ phải sử dụng loại mi gân đen trước. Bởi vì tại sao? Bởi vì mi gân đen nó sẽ cứng. Mi gân đen này, mã này là mã E14 nha. Tức là mi gân đen này nó sẽ cứng hơn là mi gân trong. Mà gân cứng thì nó sẽ đỡ được cái phần da trùng của mắt nhé. Vậy nên là trước khi mà các bạn làm mẫu cho khách hàng mắt nhỏ này thì tuyệt đối là cần phải có một mã mi gân đen nhé. Đây, Có lưu ý cô giáo sẽ cho vào phần kẹp kẹp mi su nhá, kẹp sát chân. Sau đó cô giáo sẽ tra keo vào cái gân đen này. Thì bình thường là cô giáo vẫn dùng cái keo nắp đỏ này thôi, keo giống mọi người đang xài, nó keo đơn giản dễ thôi. Mọi người ơi, cái phần kẹp mi thật này rất là quan trọng. Mọi người sẽ phải kẹp thật là kỹ cho cô giáo sát chân nhá. Bởi vì nếu mà mi thật không cong ấy thì nó sẽ làm sệ mi giả đó. Đấy, siêu cong luôn. Tức là cái mi thật này nó cong, nó sẽ đỡ được cái mi giả của mình cong. Còn nếu mà mọi người không bấm được mi thật cong thì nó sẽ bị sụp mí ngay lập tức. Sau đó cô giáo sẽ dùng cái chuốt mascara định hình này nhá, để trải qua để giữ cái độ cong của mi không bị sệ. Mascara định hình, cái loại chuốt mascara định hình này thì là trong tất cả các buổi dạy của cô giáo đều dùng hết nha mọi người. Cái loại này rất là thần thánh để nó làm dựng mi luôn. Nó giữ được độ cong của mi khá là lâu Vừa nha. kẹp Bây để giờ độ chúng ta cong. sẽ đặt lên nhá. Với cái mắt này thì cô giáo cảm thấy là cái da trùng của bạn mẫu không quá nhiều. Vậy nên thì mình cứ kéo phần sát phần chân mi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến kích mí lưới. Chắc kích mí lưới thì ai cũng có đúng không? Như các bạn Mỗi thấy cần là kẹp. thường những cái mắt một mí ấy và mắt mí lót này ấy, nó sẽ da trùng nó nhiều ấy, nó sẽ nuốt được eyeliner của mình ấy. Mình vẽ vào thì cũng không có nhìn thấy đâu. Đây cô giáo dùng đấy cái miếng kích mí lưới này. Kích mí lưới size nhỏ nha. Cái này thì kích mí lưới nhỏ này mọi người đặt cho cô giáo sát chân mi nha. Đặt sát chân mi thật hả cô? Đặt sát chân mi thật nha. Thì mình sẽ phải kích từ từ chân kích lên nha mọi người, nhìn xuống. Đây là sau khi đặt một cái miếng kích mí sát chân thì nó mới lên được nhỏ nhỏ thế thôi đúng không? Nó chưa lên được to như ý đúng không? Thì cái lúc này mọi người sẽ phải dùng thêm một miếng nữa. Nhưng mà cái miếng bên trên thì cô hay sử dụng cái loại kích mí kiểu nhựa nhựa này. Tiếp tục một miếng nữa. Đặt cao hơn cái miếng kích mí lưới vừa nãy nha. À,
nó đã lên hai mí luôn rồi đây mọi nhưng người. Mà cái phần đầu mắt này nó lên chưa được to ấy, vậy nên là cô giáo sẽ đặt một miếng ở phần đoạn này nữa đấy, như là này. Kiểu mình vừa đi nhấn mí đấy, để cho nó to hơn một chút nhá. Nhưng mà cái đầu mắt này mình chỉ cần một cái miếng thật là nhỏ để đưa vào đầu mắt nha. Kiểu ví dụ như cái mắt này là cô giáo cảm thấy là cái phần da của bạn ý không quá là sệ nhiều, thế là cô giáo dùng miếng cứng luôn. Nếu mà mắt mắt phần da trùng này nhiều hơn nữa thì cô giáo sẽ dùng hai miếng lưới đấy. Nói chung là tùy mắt nha. Hơn là do cơ mi yếu hay sao ạ? Đấy, lên chưa? Đây mọi người thấy ok, mà mình dán mi vào thì cô giáo đã làm cho cái tròng mắt của bạn ấy to hơn là so với bên đây, thì tạo cảm giác là mắt sẽ to hơn nữa. Rồi, bây giờ cô giáo sẽ dùng thêm một cái mã nữa. Mã mi G028. Đây mã mi này. Đây mã mi này nhá. Mã mi này thì cô giáo sẽ cắt ra từng đoạn nha. Cắt ra làm 3 đoạn để đấy, cắt ra làm 3 đoạn nhá. Em bút mẫu sáng mai làm em chụp gửi cô xem. Em ok em yêu. Học khóa nâng cao cô giáo về em không sợ kích mí nữa. Giờ em chỉ xem cách cô giáo phối mi cho long lanh thôi. Kha kha. Ok tiên Lê. Nhưng mà dạy vừa rồi cô giáo dùng một mã thôi thì đã kích được lên rồi đúng không? Nhưng mà cảm thấy đôi mắt nó chưa đủ long lanh. Nên là cô giáo sẽ mix thêm một cái mã bên trong đè lên trên. Đấy, đôi mắt của mình nó sẽ có điểm nhấn hơn chưa? Long lanh hơn là cái trên mi thật. Tức là mình mà các bạn muốn thích to hơn nữa cũng được nha. Thì mình sẽ đặt thêm một cái miếng kích mí cái cứng nữa đè lên. Thích to hơn cũng được ấy. Tức là cô sẽ hướng dẫn mọi người là làm kỹ thuật. Khi mà mọi người hiểu kỹ thuật rồi thì mọi người có thể pha phối mi để tùy theo cái sở thích với lại cái mục đích của khách hàng. Nếu mà người ta mà không thích rõ mi nhiều như này thì em dùng những cái mi sợi đơn. Mi mỏng mà mình học kỹ thuật là chính ấy. Để cô giáo thử cho thêm một miếng nữa. Uyên Ngô cô ơi em học hết các khóa online. Ôi trời ơi, học viên chăm học nhất năm đây. Sau đó cô giáo sẽ chuốt mascara như bình thường nhé. Em mê phần bọng mắt cô giáo vẽ ạ. Cô ơi xin tên bảng mắt được không cô? Mascara của Clio nha mọi người. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn mọi người cách mở bọng mắt sao cho nhìn nó tự nhiên và thật và cách gắn mi dưới. Một là cô dùng liner là gel là của Inglot, hai là bút dạ là của Lemonade nha mọi người. Chụp gửi vào nhóm nha. Video không xóa nha mọi người. Vậy cô có dùng mascara loại khác không? Hay như dùng mỗi cái định hình thôi của Clio. Cái Clio ấy. Clio. Đầu tiên là cô giáo sẽ đi cái đường viền trước nha mọi người. Cái đường viền và cái phần nâu này và cái phần đường chân mi nhá, cái này để tạo cảm giác cho cái phần chân mi của mình nó đậm hơn. Đó. Cô tô nhẹ nhẹ một đường thôi. Một đường thôi nha. Cô giáo sẽ dùng một chiếc cọ nhỏ và lấy một chút cái kem che khuyết điểm màu sáng nhá. Sáng màu để tô vào phần bọng mắt này. Tiên lấy việc mình tô cái phần che khuyết điểm này vào phần bọng mắt để tạo cái độ nhô cho phần bọng mắt nha. Nhầm xong rồi mọi người sẽ cho cô bọng mắt bằng chiếc cọ thật là dẹt nha. Đây, đấy, chiếc cọ thật là dẹt như này nhá. Đó. Mắt màu nâu. Đó, sau đó mình sẽ đi vào cái đường bọng mắt, đường nõm ấy. Bọng mắt là cái phần nó sẽ lồi ra khi mà mình nhìn ngang. Lồi ra này, bọng mắt sẽ nằm ngay dưới nhá, ngay dưới phần nồi nhá. Đấy, xong cái phần này cô giáo sẽ đi phấn luôn. Bây giờ chúng ta phải lên được cái hàng mi dưới cơ thì mọi người mới thấy sự khác biệt, nên là cái phần mi dưới này mọi người cố gắng tập trung cho cô giáo nhé. Học cô giáo về là khách ai cũng ấn tượng với mắt em làm, kha kha. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn mi dưới nha. Nhưng mà mình học được những kỹ thuật ngày hôm nay thì bất cứ cái mắt nào chúng ta vẫn có thể áp dụng được. Chúng ta sẽ chấp lọc, chứ không phải là học được khuôn nha mọi người. Cho thêm một chút nhũ ở phần bọng mắt. Nên là mọi người hãy tập trung xem nha. Cái mi dưới là cái quan trọng nhất đây này. Nhưng mà trước khi gắn mi dưới thì cô giáo sẽ đánh highlight một chút ở phần đầu mắt. Mi dưới thì cô giáo sẽ gắn bằng keo mi Opera nha. Cái sợi V này thì mọi người đi cho cô làm những cái sợi chính này. Sợi đầu thì mọi người sẽ chọn cho cô những cái sợi nó sẽ ngắn hơn là sợi giữa và sợi đuôi nhá. Khi mà các bạn gắn mi dưới như thế này thì các bạn sẽ gắn cho cô giáo theo cái độ tỏa. Kiểu cái hình cái quạt ấy mọi người thấy. Thì sợi giữa là mình sẽ dính thẳng này. Và sợi đến phần đuôi này mình sẽ hơi nghiêng ra. Cái tiếp theo là cô sẽ dùng cái sợi đơn này. Đó, đầu tiên là dùng sợi V đúng không? Sợi V để tạo những cái trụ chính. Đó, bây giờ tiếp tục là sợi thẳng này. Sợi thẳng là mình sẽ đan giữa. Đấy, cô đang đi sợi đơn đan xen vào những cái sợi V này, mọi người hiểu ý chưa nhỉ? Đúng rồi, ai mà chưa hiểu thì bình luận luôn nha để cô giải thích lại nhá. Đấy, mọi người thấy cô giáo đi cô giáo lên mi dưới phát là nhìn mắt bạn sẽ to hơn. Bây giờ cô giáo sẽ chút sơ sơ một chút nha. Có ai là cô giáo sẽ chút sơ sơ một tí để cho cái sợi nhiêu đậm, tại vì nhìn qua là nhiều khi mịt. Có keo gì thay thế keo Opera không ạ? Bên em chưa thấy qua hiệu Opera. Ừ, Opera này là của Trung Quốc. Tăm bông Shopee có bán đấy chị ạ, tầm hơn 200, nhưng mà bạn ở nước ngoài. Bạn ở nước ngoài mà. Vi quý nhũ nước là nhũ gì ấy cô? Nhũ ướt đấy vi quý ạ. Chút cô chụp nhũ nước cho em với ạ. Ok em. Ok. Nhũ sáng bọng dưới cô dùng loại nào? Đây để cô chụp màn hình xong rồi gửi cho mọi người. Đây. Nhìn một phát trên mặt cô dâu như thế nào thì phải mọi người cứ gắn mi như thế thôi. Đây cái nhũ. Chắc là ai cũng sẽ thích mắt kiểu bling, tôi sẽ chấm thêm tí nhũ đây nha. Nguyễn em cũng dùng Opera nè, ok em. Cái nhũ này của Lộ Địa Trung em đấy trên Shopee em có, em gắn xong không thấy trang sáng ngủ dậy vậy.
Dưới em nhiều người có tiếng nhận giá make cao với make sơ sài không hiểu nổi luôn. Nói chung là có tâm thì sẽ có tầm và đông khách đúng không Liên Lê? Lấy không phải lo. Khoan đuôi. Đúng rồi, make cô dâu thì chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn dành cho cô dâu, tỉ mỉ hơn thì lúc đấy người ta sẽ cảm thấy cái số tiền người ta bỏ ra là xứng đáng. Còn nếu mà thật sự ấy mọi người ạ, à, nếu mà mình mà chạy show ngày 5 7 10 cô dâu ấy thì đúng là cũng khó ấy. Kể cả cô dâu có xinh đến mấy thì chắc chắn là cũng sẽ không thể nào mà đẹp toàn diện 100% được. Nên là nếu mà mọi người mà đã nhận kiểu cô dâu mà biết cô dâu có những cái khuyết điểm mà không thể nhanh được ấy thì mọi người cũng nên nhận giãn giãn cô dâu ra một tí. Để À, cho mình nói có chung nhiều là thời gian mình khắc phục cái khuyết điểm cho cô dâu. cái nhũ mắt này của nội địa chung nhá, cô giáo sẽ tan một chút cái đường liner bằng cái phấn mắt ở trong cho mắt bạn ý trông nhẹ nhàng hơn nha. Đấy, mọi người có thắc mắc gì với cái kiểu bài học đầu tiên không, để chúng ta sẽ tiếp tục sang bài Đúng học thứ rồi. hai. Chỉ xuống chị nha, À, cô tan bằng màu gì vậy ạ? cô tan bằng phấn mắt màu nâu ý. Cô tan bằng phấn mắt màu nâu cho nó tự nhiên nha, nhìn nó cũng không bị sắc. Người ấy chuẩn bị đến mẫu thứ hai rồi đó. Mẫu đầu tiên là bây giờ đã gần như là xong rồi này. Đấy, mọi người thấy cái mi dưới rất là quan trọng đúng không? Đấy, xong rồi sau khi mà cô giáo làm xong một bên mắt này thì bạn chuyên viên sẽ cho mẫu ra chụp hình và gửi hình lên trên nhóm cho mọi người cùng xem để nhìn lại sự khác biệt nhé. Cô giáo sẽ không làm hai mắt đâu, bởi vì là như thế là vừa thời gian lâu mà vừa để cho mọi người biết được là sự khác nhau giữa trước khi làm và sau khi làm nó sẽ như thế nào. Có tâm quá à? Có tâm quá à? Đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần trả bài cho cô giáo nha. Hiền Nguyễn chuẩn bị tinh thần trả bài cho cô. Ok, mọi người chuẩn bị tinh thần trả bài 1 cho cô giáo nhé. Đây là bài đầu tiên là coi như là level 1 là level dễ nhất. Tiếp theo là sẽ là tăng dần level 2, level 3 và level 4 nhá. Level 4 là khó nhất. Level 4 là khó nhất nên là mọi người phải ở lại đến cuối cùng cho đến live cuối cùng để mọi người có câu hỏi gì đặt luôn cho cô giáo nha. Mọi người hiểu À, Tuyết xịn Nguyễn quá luôn cô ạ. À, xịn thật, ở ngoài nhìn còn đẹp hơn đấy mọi người. Mi dưới MG07 cô chỉ lấy sợi V to, MG27 chỉ lấy sợi thẳng, còn lại bỏ đi phải không ạ? à, À, hai hai đúng cái rồi. mã đấy là dùng được hết không phải bỏ đâu. Không có cái nào đâu. Ừ, cứ em cứ để riêng ra một chỗ Tí nữa để em xem lại cái video nhé. ừ, xem lại video nhé, cứ để riêng riêng ra một hàng. Chắc cô giáo nghĩ thế là đẹp rồi đấy, đúng không? Để chúng ta qua Nay bài cô nhé. có dạy mở góc mắt và cách phối màu mắt không cô? Có chứ, nhưng mà mọi người Thì đừng đừng tập trung vào đánh quá nhiều màu mắt đúng trong cho những cái kiểu rồi. mắt này nhá. Những Những cái kiểu mắt mắt này mình quan trọng ở lông mi nha, không quan trọng màu mắt nha. Mọi người chỉ cần đánh một cái kiểu mắt, một cái màu phấn mắt đơn giản phủ toàn bộ bầu mắt, sau đó đè nhũ lên là được nhá. đúng rồi, mọi người đừng bao giờ nghĩ là cứ phối nhiều màu mắt thì mới là mắt đẹp nha mọi người. Mọi Mọi người người hãy đánh mắt bỏ quá ngay cái nhiều suy ấy. nghĩ đấy đi Ừ. nhá. Phối màu mắt cầu kỳ quá nó sẽ bị già đấy mọi người ơi. Cái Tập trung xu vào hướng mi. năm nay, nếu mà ai đã học những cái khóa full face của cô giáo thì sẽ biết được là xu hướng năm nay màu mắt nó chỉ rất là nhẹ nhàng thôi. Em chụp bạn mắt bạn ý ạ.